thiếu một tí kinh nghiệm để lên level. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để fetch cái GPS này. Tại vì mình thấy rất nhiều bạn xem video rồi nhưng mà vẫn hỏi rất là nhiều. Cái nào? Đầu tiên các bạn vào cài đặt nha. Sau đó là giới thiệu điện thoại, giới thiệu về điện thoại, thông tin thiết bị. Và bạn click vào cái chỗ số phiên bản này nè. Từ hình như là từ 8 tới 10 lần và tới khi nào mà nó thể hiện nữa chứ. Không cần bạn đã là nhà phát triển á, thì được. Thứ hai á là bạn sẽ tải cái Fetch GPS này về. Đây, CH Play. Để mình tìm cho các bạn Fetch GPS Location. Tôi lại hết bo rồi. Đây, cái đầu tiên cái màu vàng này nha. Tiếp theo là vào cài đặt. Tùy chọn nhà phát triển. Các bạn kéo xuống để tìm cái đây, chọn ứng dụng vị trí mô phỏng. Và sau đó tiếp vào cái Fetch GPS này. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào Fetch GPS. Chọn tới bây giờ mình chọn tới New York đi. Để dễ hình dung tại mình hay tìm ở đây. Đâu nhỉ? Bạn bị bạn cái đường tới New York về chứ tới New York của tôi là bay rồi. Không có đâu. Đâu nhỉ? Washington đây, New York. Đây. Đây. Yeah. New York. Chúng ta sẽ ở đây. Ngay vị trí này thì sẽ có một cái phòng gym. Các bạn ấn set location. Cấp 6 giờ rồi, mày đã. Các bạn chờ từ khoảng 5 tới 10 giây nha. Không chờ là ấn stop nó sẽ roll lại, mà roll lại thì nó sẽ bị lặp lại hồi phải. Cài đặt lại. Rồi, stop. Chúng ta là Pokemon Go. Mình fetch mà cũng lên được level 6 nè. Từ gần lên level 7 rồi mày. Hiểu chưa? Cái gì cộng đồng thế này, có 15 gold thì cho bằng cái gì? Mình chưa bỏ GPS. Sorry. Các bạn nhớ bật cái GPS này lên nha. 24. GPS của máy á, nhớ bật nha, đừng có tắt đấy. Tắt off chọn đấy. Đây, hiện tại thì cái khu ở đây á là cái khu ở nhà mình, chứ không phải là cái khu bên New York nha. Chúng ta ấn nút home để đi ra ngoài. Tiếp theo là chúng ta chọn fetch GPS. Set location lần thứ hai. Và tiếp tục chờ. Bao bốn năm hết. Rồi, stop. Rồi chúng ta quay lại với Pokemon Go. Đấy, như các bạn thấy đấy, mình đã quay New York. Cực kỳ đơn giản. Và nếu như mà các bạn bị văng ngược lại cái chỗ mà nhà các bạn, vị trí các bạn đang đứng á, thì các bạn lại đây, giống như vậy đây. Các bạn lại home đây. Chọn Fetch GPS. Chọn Set Location. Đợi từ 5 tới 10 giây. Rồi, stop. Hồi lại Pokemon Go. Chính xác vậy, tầm 5-6 phút thì mới được. Đây, chúng ta lại về đây. Bạn thấy chưa? Cực kỳ đơn giản luôn. Nếu các bạn muốn di chuyển về bản đồ á, thì bấm Fetch IP. Chọn các khu vực tiếp theo. Ví dụ như mình qua bên này đi. Này, Set Location. Để chờ 5 tới 10 giây. Rồi, stop. Quay lại với Pokemon Go. Và chúng ta sẽ được tự di chuyển tới đó. Cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ. Không gì là khó cả. Mình thấy con sâu. Bắt nó cái đã. Nó chạy mất rồi. Ra đây, ra đây. Vậy nha. Ai cắt được á, biết. Tạm biệt các bạn.